Quỹ cho ông Trần Anh Thuy, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Bến Tre, bà Lê Thanh Trúc, Giám đốc Công ty Cổ phần Doanh nghiệp Xã hội Bit Educo và ông Nguyễn Thanh Phong điều hành. Quỹ hoạt động theo tiêu chí hỗ trợ học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, nghèo, có nguy cơ bỏ học để giúp các em có thêm điều kiện tiếp tục đến trường. Mỗi năm quỹ sẽ hỗ trợ mỗi em 7,5 triệu đồng. Có 50 học sinh tại các trường trên địa bàn tỉnh được nhận học bổng này. Quỹ sẽ cùng phối hợp với nhà trường để chi trả học phí và tiền phụ phí đầu năm học cho các em, số còn lại sẽ được trường gửi hàng tháng để giúp các em có phí sinh hoạt nguồn kinh phí của quỹ được dẫn động đóng góp từ các doanh nghiệp nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh không chỉ hỗ trợ vật chất mà quỹ còn có hoạt động hỗ trợ hướng nghiệp nhằm giúp các em nâng cao hiểu biết về hướng nghiệp bản thân nuôi dưỡng phát huy năng lực ý chí phấn đấu để các em tự tin bản lĩnh hơn trong làm chủ tương lai của mình Nhân dịp ra mắt, Quỹ chấp cánh Quỹ học bổng hướng nghiệp đã trao tặng 50 phần học bổng khuyến học cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn dự khó học giỏi, mỗi phần trị giá 2 triệu đồng. Ngoài ra, các em còn được tham gia giao lưu chia sẻ kinh nghiệm từ các chuyên gia hướng nghiệp với chủ đề lãnh đạo bản thân dành cho bạn trẻ.